chào các em. Cô tên là Ngô Ngọc Thúy Phượng, là giáo viên trường tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hôm nay, cô sẽ cùng với các em đồng hành trong tiết học môn đạo đức lớp 4. Trước khi vào bài mới, cô và các em cùng khởi động với bài hát Trái đất này là của chúng mình do Trương Quang Luật sáng tác. Chúng ta cùng lắng nghe nhé. Trong cuộc sống của chúng ta, có những người không may gặp phải khó khăn, hoạn nạn. Chúng ta cần phải biết chia sẻ, giúp đỡ để giúp họ giảm bớt những khó khăn. Vậy chúng ta phải làm gì để giúp đỡ họ? Các em cùng tìm hiểu qua bài học Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, sách giáo khoa trang 37. Các em quan sát xem bức tranh vẽ gì? Bức tranh vẽ, các bạn đang xếp hàng
để quyên góp sách vở cho cô giáo, để giúp đỡ các bạn học sinh ở vùng lũ. Phía trên là dòng chữ lễ phát động ủng hộ đồng bào vùng bão lụt. Các em biết không, ở các vùng bị bão lụt, người dân và trẻ em gặp phải nhiều mất mát và khó khăn. Vì thế, chúng ta phải biết cảm thông, giúp đỡ họ bằng khả năng của mình. Chúng ta cùng tìm hiểu phần thông tin. Hàng năm, một số tỉnh nước ta thường bị thiên tai, lũ lụt gây nên nhiều thiệt hại. Hàng trăm người bị chết, mất tích. Hàng nghìn người bị mất nhà cửa. Nhiều ngôi trường bị hư hỏng. Thảm họa động đất, sóng thần xảy ra tại châu Á ngày 26 tháng 12 năm 2004 đã làm hàng trăm nghìn người của nhiều quốc gia bị chết và mất tích. Rất nhiều nhà cửa và các công trình khác bị phá hủy. Trong cuộc chiến tranh do đế quốc Mỹ gây ra ở Việt Nam, chất độc màu da cam đã làm cho hàng trăm nghìn người bị tật nguyền. Sau khi xem tranh và tìm hiểu phần thông tin, em có suy nghĩ gì về những khó khăn, thiệt hại mà các nạn nhân đã phải hứng chịu do thiên tai, chiến tranh gây ra? Các em à, những khó khăn, thiệt hại mà các nạn nhân phải hứng chịu do thiên tai, chiến tranh gây ra là không có lương thực để ăn, không có nhà để ở, sẽ bị mất hết tài sản, nhà cửa, phải chịu đói, chịu rét. Vậy, các em phải làm gì để giúp đỡ họ? Những việc các em có thể làm để giúp đỡ họ là nhận tiền quà bánh, tặng quần áo, tập sách cho các bạn vùng lũ, để dành tiền để giúp đỡ mọi người. Các em biết không, trẻ em và nhân dân ở các vùng bị thiên tai hoặc có chiến tranh đã phải chịu nhiều khó khăn, thiệt thòi. Chúng ta cần cảm thông, chia sẻ với họ, quyên góp tiền của để giúp đỡ họ. Đó là một hoạt động nhân đạo. Vì thế, em hiểu thế nào là lòng nhân đạo? Lòng nhân đạo là tấm lòng yêu thương con người. Vậy, thế nào là hoạt động nhân đạo? Hoạt động nhân đạo là giúp đỡ, ủng hộ, tương trợ, cứu trợ những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Các em cùng xem một số hoạt động nhân đạo. Đây là hoạt động thả hàng cứu trợ. Học sinh ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt. Sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo. Và sinh viên tình nguyện dạy chữ cho các em nhỏ vùng miền núi.
Còn đây là hình ảnh bộ đội giúp dân sau bão. Cảnh cứu người trong bão lụt, phát hàng cứu trợ và hình ảnh người dân nhận hàng cứu trợ. Từ đó, ta có ghi nhớ cho bài học. Giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn là việc làm nhân đạo mà mỗi người cần thực hiện. Thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách. Tục ngữ. Câu tục ngữ khuyên ta phải biết yêu thương mọi người như yêu chính bản thân mình, và đùm bọc họ khi họ khó khăn, gian khổ. Chúng ta đã tìm hiểu và biết thế nào là hoạt động nhân đạo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài tập thực hành. Các em và cô sẽ cùng làm bài tập số 1. Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện lòng nhân đạo? Vì sao? A. Sơn đã không mua truyện để dành tiền giúp đỡ các bạn học sinh các tỉnh đang bị thiên tai. B. Trong buổi quyên góp giúp đỡ các bạn miền Trung bị bão lụt, Lương đã xin Tuấn nhường một số sách vở để đóng góp lấy thành tích. C. Đọc báo thấy có những gia đình sinh con bị tật nguyền do ảnh hưởng chất độc màu da cam. Cường đã bàn với bố mẹ dùng tiền được mừng tuổi của mình để giúp những nạn nhân đó. Các em hãy suy nghĩ và chọn ý đúng nhé. Bây giờ chúng ta cùng chữa bài. Việc làm thể hiện lòng nhân đạo là ý A và ý C. Việc làm không thể hiện lòng nhân đạo là ý B. Ý A. Việc làm của bạn Sơn thể hiện lòng nhân đạo vì Sơn đã có sự cảm thông, chia sẻ với bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Ở ý B, việc làm của bạn Lương không thể hiện lòng nhân đạo vì đóng góp ủng hộ là sự tự nguyện chứ không phải để chạy theo thành tích. Ý C, việc làm của bạn Cường thể hiện lòng nhân đạo vì Cường đã biết chia sẻ, giúp đỡ với các bạn đang gặp khó khăn phù hợp với khả năng của mình. Vừa rồi, các em đã biết thế nào là lòng nhân đạo. Giờ chúng ta sẽ tiếp bài tập số 2. Em sẽ làm gì trong các tình huống sau? A. Nếu trong lớp em có bạn khuyết tật. B. Nếu gần nơi em ở có cụ già sống cô đơn, không nơi nương tựa. Giờ các em suy nghĩ và giải quyết tình huống nhé. Giờ chúng ta cùng giải quyết tình huống. Trong tình huống A, các em có thể đẩy xe lăn giúp bạn nếu bạn có xe lăn, quyên góp tiền giúp bạn mua xe nếu bạn chưa có xe. Ở tình huống B,
Các em có thể thăm hỏi, trò chuyện với bà cụ, giúp đỡ những công việc lặt vặt hàng ngày như lấy nước, quét nhà, quét sân, nấu cơm, thu dọn nhà cửa. Các em à, chúng ta cần phải giúp đỡ những người chẳng may tật nguyền hay những người già cô đơn những việc làm phù hợp để giúp họ giảm bớt những khó khăn, nỗi buồn trong cuộc sống. Chúng ta vừa làm xong hai bài tập. Giờ các em đã biết xử lý tình huống như thế nào rồi. Tiếp theo là bài tập số 3. Trong những ý kiến dưới đây, ý kiến nào em cho là đúng? A. Tham gia vào các hoạt động nhân đạo là việc làm cao cả. B. Chỉ tham gia vào các hoạt động nhân đạo do nhà trường tổ chức. C. Điều quan trọng nhất khi tham gia vào các hoạt động nhân đạo là để mọi người khỏi chê mình ích kỷ. D. Cần giúp đỡ nhân đạo không chỉ với người ở địa phương mình mà còn cả với người ở địa phương khác, nước khác. Các em hãy suy nghĩ và chọn ý kiến của mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng chữa bài. Ý đúng là ý A và ý D. Ý sai là ý B và ý C. Các em biết không, đại dịch COVID-19 là nỗi lo của mọi người dân vừa qua. Nó gây nhiều mất mát, khó khăn cho mọi người. Vì thế, chúng ta cần phải đồng lòng, chung tay giúp đỡ, chia sẻ đối với những người kém may mắn hơn chúng ta. Ngoài ra, ở những vùng thường xuyên bị thiên tai, lũ lụt, người dân không có nhà cửa, ruộng vườn, trẻ em không có sách vở, quần áo để đến trường, và những người chẳng may bị tật nguyền do chất độc màu da cam để lại. Nếu chúng ta biết cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ họ, cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn, là ta đã thể hiện lòng yêu thương với họ. Đây là việc làm có ý nghĩa và đáng quý các em à. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta tuy là một nhà lãnh tụ tài ba, nhưng người lại có lối sống giản dị và một tấm lòng nhân ái đối với mọi người. Bác luôn hết lòng nghĩ cho dân, cho nước. Bác cùng mọi người tham gia lao động để tăng gia sản xuất. Có một năm bị mất mùa, nhân dân ta thiếu gạo ăn. Bác Hồ hô hào nhân dân 10 ngày nhịn ăn một bữa để cứu đói. Mỗi tháng 3 lần, đến bữa không ăn, bác đến lấy phần gạo của mình, tự tay để vào hòm gạo chống đói. Một hôm, đúng vào bữa cơ quan nhịn ăn để gom gạo, thì bác phải đi dự chiêu đãi. Khi bác về, anh em báo cáo đã đem gom phần gạo của bác rồi. Bác vẫn quyết định nhịn ăn một bữa vào ngày hôm sau. Là một người dân của nước Việt Nam, các em phải cố gắng học hành, ghi nhớ lời dạy và học tập theo gương bác trong cuộc sống hàng ngày, để tính là cháu ngoan Bác Hồ các em nhé. Giờ
Chúng ta sang bài tập số 4. Những việc làm nào sau đây là nhân đạo? A. Xem phim nói về động đất, sóng thần trên thế giới. B. Góp tiền vào quỹ ủng hộ người nghèo. C. Biểu diễn nghệ thuật để quyên góp, giúp đỡ những trẻ em khuyết tật. D. Góp tiền để thưởng cho đội bóng đá của trường. D. Hiến máu tại các bệnh viện. Chúng ta cùng suy nghĩ. Các em cùng suy nghĩ và lựa chọn ý đúng. Giờ chúng ta cùng chữa bài. Trong những việc làm vừa nêu, những việc thể hiện lòng nhân đạo là ý B, ý C và ý D. Các em à, giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn là việc làm nhân đạo mà mỗi người chúng ta cần thực hiện. Qua bài học hôm nay, các em hãy thực hiện giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn, kém may mắn hơn chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Các em tích cực tham gia vào các hoạt động nhân đạo ở trường, ở cộng đồng, như tham gia đóng góp quỹ vì bạn nghèo của trường để giúp đỡ các bạn khó khăn hơn mình, và sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ nói về tấm lòng nhân đạo. Các em chuẩn bị bài sau là tôn trọng luật giao thông. Và cô nhắc các em nhớ thực hiện thông điệp 5K để bảo vệ mình và mọi người phòng chống đại dịch COVID-19. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô chúc các em học sinh chăm ngoan, học tốt. Cô chào các em.